Tốt. Chút lại quả nữa bổng lên. Đói sai rồi. Đá quả kia đi cho đẹp. Quả này hay quả nào? Đá quả kia à? Đây. Giữ ra chú. Vâng. Giữ nguyên như này này. Đấy. Đừng để rung nhiều quá. Đấy, cứ cầm chắc. Đấy. Thôi lại thế đi. Cứ thôi lại thế thì sẽ nhìn thấy rõ. Những người ở đây quay cả chú. Quay cả động tác chân đá luôn gì chú. Những người sau này. Nào. Thế cho nó chất. Vào. Ủa, vẫn mất đi. Cầm đó. Cháu sút rồi. Cầm nha. Tập trung vào bóng, đừng tập trung vào gôn nữa. Khi đã nhìn gôn rồi, tập trung vào bóng. Tốt. Tốt. Khi đã nhìn gôn rồi, tập trung vào bóng. Tập trung vào bóng. Cứ từ từ đã nhá. Từ từ. Rồi để chú ra đằng sau đã. Cao lên một tí nữa. Tập trung bóng. Thank you.
Tập trung vào môn. Cao lên cháu. Đừng cố gắng sút em gì, cứ đúng kỹ thuật đã. Oh.